cọc con. Hôm nay đang có hai con bị ốm, chưa rõ nguyên nhân. Đực trắng, cái vẹn. Cái này, cái này. Nô nhau. Còn con vàng đang bị ốm. Nói con vàng nói gì mà con nó quấn người bầu hết quanh chân. Đây hai con vẹn cái nha, một con sáng màu hơn này, một con tối màu hơn. Đấy. Hai con trắng này, một đực một cái, con chấm chấm ở trên lưng đang bị nấm mặt, bị nấm mặt, chỗ uống thuốc rồi, chờ ngày mọc lại lông thôi. Làm mỗi con chỗ dáng nằm, nào. Chân duỗi thẳng căng nhìn như con ếch. Trời, uống thuốc cho mỗi con một viên thuốc đắt tiền để cho nó khỏi luôn rồi đấy. Nhìn trông nó rụng lông, nhìn trông không là nó sùi ra, nhìn trông khiếp thật. Mưa nhiều quá không là nó này kia rồi nó ẩm. Quầy kín xung quanh chân luôn. Chủ đứng ở đâu là chó lượn lờ ở quanh rồi đấy. Cái đàn cọc này theo lịch ấy thì là một tuần nữa là sẽ đón chó, mới tiêm vaccine được 3 ngày 4 ngày rồi. Nhưng nó phát sinh nó có hai con ốm. Nó có hai con ốm thì sẽ phải theo dõi. Theo dõi khoảng tầm 1 tuần đến 10 ngày. Đàn chó nó hoàn toàn khỏe mạnh thì lúc đấy thì sẽ cho các chủ đón. Bởi vì cái phát sinh ốm này nó là hoàn toàn nó có thể là do phát sinh sau tiêm. Mấy em này thì đang rất là nhanh nhẹn nhưng mà sẽ phải theo dõi thêm vài ngày. Còn mấy em có cái nấm này thì cứ yên tâm là khoảng một tuần nữa là lông sẽ bắt đầu mọc lại. Mỗi con một viên thuốc rồi thì chắc chắn là sẽ khỏi. Có bôi thuốc không giải quyết được vấn đề vì thời tiết nó ẩm không xòe được. Cuối cùng là phải cho uống thuốc viên. Thì mấy em nấm này thì có thể mọi người có thể lựa chọn có 3 em bị nấm này. Thì 2 em có chủ rồi. Thì mọi người có thể lựa chọn là chờ để khi cho nó khỏi hoàn toàn, nó mọc lại lông bình thường, lúc đấy là mọi người mới đón. Hoặc là có thể đón theo lịch sau khi mà sau cái đợt nghỉ vaccine thì mọi người có thể đón luôn, tức là tiêm vaccine sau 1 tuần 10 ngày thì như thế nào cũng được. Còn mấy em vẹn này thì sẽ được đón sớm hơn. Mấy em vẹn không bị, không có em nào nấm cả, thì chỉ cần chờ khoảng 1 tuần nữa, chờ mấy em vẹn này chờ 1 tuần nữa mà khỏe mạnh thì có thể là chủ có thể đoán được rồi.